chúng ta không có gặp nhau thì thôi. Có một bạn, không phải có một bạn nữa, có nhiều bạn ở đó nói mình là phải ghi âm, lòng mình không có yên nên là không cách nào mà ghi âm sớm hơn được. Thì thôi bây giờ, với lại là trong ngày hôm nay mọi chuyện nó cũng, trong công việc nó cũng tạm thôi. Thì nói chung là chúng ta chỉ là khách của cái quả đất này mà, của trên đường đời này mà, thì mình cũng phải ráng. Thôi không nói dài dòng nữa ha, ai cũng mệt hết. Các bạn thì sẽ thấy năng lượng sống vẫn còn, nhưng chỉ đủ sống để chờ ngày mai tốt đẹp hơn thôi, chứ nó không còn được dư dôi giống như ngày xưa. Ngày xưa là ngày không có gì, ngày hôm nay là có cái gì đó rồi, lại sợ mất cái thứ cái gì đó. Thôi bây giờ là connections. Nhưng mà một điều nhất thì là các bạn vẫn thấy là sự thật thì vẫn phải trả về đúng vị trí của nó. Có nghĩa là mình vẫn vẫn phải lăn bánh. Mình vẫn phải lăn bánh. Bởi vì công ty vừa mới diễn ra những cái hội nghị này kia nọ đó. Mình thì chỉ là một lần nữa, mình là một mắt xích rất bé trong cái đường cuộc đời này thôi. Mình đang nói cái thứ mà mình đang nhìn thấy thôi. Còn những thứ khác ngoài cái địa điểm của mình nhìn thấy ra thì các bạn có những cái trải nghiệm, mỗi người có trải nghiệm riêng mà. Thì mình đang chỉ đang muốn nói tới cái chỗ tiếng Anh đó, là vẫn phải chạy thôi. Thì đó, đâu có thể nào mà chờ đợi được đó. Thì kiếm cơm mà. Nhưng mà ai đặt mục tiêu sâu, ai đặt mục tiêu xa thì sẽ, thì mình đã, hồi trước giờ mình đã nói nhiều rồi chứ không phải chỉ nói trong cái kênh này không, thì ông trời ông trả cho mình cái vị trí đó. Từ từ mình nói thêm ha. Rồi connections đã bao nhiêu ngày chờ đợi đó. Thì thôi cố gắng. Checklist. Checklist là cái những cái thứ mà người ta sẽ dùng tới. Thì các bạn thấy nó nổi cái chữ checklist. Một lần nữa, giáo viên của các bạn có bề dày đến đâu thì cái người học viên nó sẽ có lợi đến đó. Còn giáo viên không có bề dày thì cái người học viên sẽ không học được nhiều. Nó là vậy. Checklist dùng liên tục, dùng hàng ngày luôn. Nói chung là mình cần phải phải biết cái công việc mình làm là gì hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Checklist. Thành ra rõ ràng là departures. Học được nhiều thứ, nhiều kiểu đó, những cái thứ bên tay trái, on the left hand side. And the intermediate level, you have everything, you have the same. On the left column with the same on the right, compared to the right hand side in here. And intermediate and the destination, the third book, thì sẽ học ít lại là rõ ràng hả? We learn some and we omit. Omit là bỏ đi đó. We omit some. We have some 1, 2, 3, 3 holes. Ba cái lỗ ở đây, và trong chip blanks or 3 holes in here. And for the last book, nó dài hơn, thicker, it is much thicker, mà lại chỉ nói điểm vậy, có vài ý ở đây thôi, nó là vậy. Ok, checklist dùng rất là nhiều, dùng rất là nhiều. Ok, an intensive, lúc trước mình không có làm rõ những cái chữ này với các bạn nè. Intensive có nghĩa là đậm, CV, cái tính từ đây hả? Intense, intense. Nói chung là mình làm với mức độ cao, với mức độ sâu. Đó. Thành ra là an intensive course, bỏ chữ English đi, được chưa? An intensive course là một cái buổi học, một cái khóa học nó dày, nó thời lượng nó nhiều, nhiều nội dung cần đề cập tới hả? Thêm cái từ vựng phía trước là tính từ này, để ngôn ngữ nào thì mình để vào, thí dụ như là an intensive German course, an intensive French course, something like that. Đấy. Đối với những học viên nào, for students thôi, bỏ chữ pre intermediately. Đó là cái cách các bạn ghép câu. Bởi vì sao? Khi mình biết được cái từ vựng nào quan trọng, nhóm từ vựng nào không quan trọng, mình học, mình ghép vô, mình nghe ở ngoài, bất kỳ, bất kể, bất cứ lúc nào mình đều có thể tăng cái vốn từ vựng của mình lên một cách dễ dàng. Thì đó rõ ràng là phải nắm ngữ pháp. Thì nói gọn trở lại, vẫn phải hiểu, nhưng mà bài học ngữ pháp cần phải lồng vô cái bài học gốc. Bởi vì sao? Mình hiểu để mình ứng dụng đó mà. Thành ra là sao? An intensive course for pre-intermediate student. Only pre, có nghĩa là chưa có đạt được. Đó. From an outsider looking,
từ một cái người bên ngoài nhìn vào. It is not for the true intermediate students yet. It is for beginning, for lay beginner chẳng hạn. Lay beginner có nghĩa là những người bắt đầu nhưng mà cũng đã học sâu sâu nhiều nhiều rồi, đã pre-intermediate or intermediate later on. Rồi, phần kế tất cả phần này thì thôi mình không có bàn hả? Các bạn bỏ thời gian ra. Oh, printed in Hong Kong, printed in Hong Kong. Ngày xưa những cái dòng từ vựng này mình nghe mình thích thú lắm. Nghe thích thú lắm thì đúng rồi. Ở đây cái xứ này Canada mà họ nói tiếng Quảng nhiều, những cái chỗ mình đi kia nọ đi qua. Hồng Kông nó vẫn là xứ tự do nhưng đến bây giờ các bạn biết rồi, thời buổi lúc này ra cái video này Hồng Kông không còn là tự do nữa hả? Không còn là tự do nữa. Đáng tiếc quá nhỉ. Nhưng mà người nào không biết tiếng Anh vẫn phải học. Ok, mình nói nhảm rất là nhiều. Mọi người đã theo mình đến ngày hôm nay thì đồng điệu với mình mà ha. The authors would like to thank. Đừng bao giờ sợ. Đã nói chung là người kém trên đời này rất là nhiều. Người tài có. Mà xã hội này các bạn biết rồi, đi xuống không? Người tài không còn nữa. Thế hệ sau, tại vì không còn, không có các cách nào mà để. Tại nội trường Harvard mà còn bị tuột điểm nữa cơ mà. Tuột điểm nó có nghĩa là cũng đó là cũng là điểm A, nhưng cái chất lượng A đó ngày xưa chỉ là gọi là B cộng thôi. Đó, những cái bài báo lớn họ đã nói rất là nhiều rồi. Chứ mình không phải là mình đang nói là vua đuổi cá nắm ở đây, nhưng mà các bạn phải hiểu lời sâu, lời thực ha. Thành ra là gì, cái cách viết văn này nè là viết văn ổn, nhưng bởi vì trong cái cuộc sống nó bề bộn quá cho nên người ta viết câu cú nó ngắn, nó đơn giản. Chứ thực tế các bạn học xong quyển 1, học kỹ quyển 2 là đã dùng được rồi. Nhưng vấn đề là kiếm cơm này kiểu đó, nhưng vấn đề là mình đang nói là bản thân mình chưa được thì mình sẽ cố gắng. Nguyễn Viết Thông sẽ cố gắng, nhưng các con nó mình mong muốn các con nó trở thành CEO, mà đâu phải CEO, CEO 500, SP 500 chứ làm sao CEO cái chuyện chơi được. Thì phải cứng ngôn ngữ này. Thì đã nói rồi, cái ngôn ngữ này nó họ đã tạo ra, họ đã hướng dẫn cho mọi người, thì ai có tai thì nghe, không có tai thì thôi. Đó có nghĩa là học chuẩn vẫn phải học chuẩn. Sau khi đã học chuẩn rồi, muốn dùng nó đơn giản không thành vấn đề, đó là quyền tự do của chúng ta, bởi vì chúng ta có trình độ, chúng ta muốn làm gì cũng được. The authors would like to thank. Đó rõ ràng không? Muốn cảm ơn phải không ạ? All the people who helped. Rõ ràng câu phức đúng không ạ? In the development of this book. Đó. Thành ra đây là vẫn dùng bình thường. The authors like to thank. The authors wish to thank. Đó. Lịch sử không thành vấn đề. À, yeah. Thành ra in particular, đặc biệt nhất là gì ạ? We are grateful to the directors of Anglo-Continental Education Group and Chris Godchild. Director of Studies, Anglo-Continental School of English, Bournemouth, and for all their support and encouragement. Đó. Họ vì những cái người này nào đã hỗ trợ và còn động viên nữa. Encourage, động từ to encourage. Có một cái từ vựng này là courage. Courage cái nghĩa là cái sự dấn thân, cái sự lăn xả vào một cái tình huống mà đa phần người ta sẽ ngại và sợ. Đó, thành là chữ N, EN, nó làm cho cái chữ courage biến thành động từ. Đó, dĩ nhiên mình thì là danh từ rồi. Đó, có nghĩa là đã tới lúc, sẽ tới lúc quyển 4 các bạn sẽ được giới thiệu sâu cái cách thành lập từ, tạo nên từ vựng. Nhưng bây giờ tại sao phải chờ tới lúc đó học? Rõ ràng hồi trước đến giờ mình không tin, nhưng ngày hôm nay mình thấy các con mình đi học trên trường họ cũng dạy đâu có kỹ đâu, họ không hề dạy kỹ. Nhưng mà vấn đề là như thế, như vậy là kỹ rồi, không còn cách nào kỹ hơn, chỉ có bản thân mình Nguyễn Viết Thông nè đó làm thì mình mới là làm kỹ, tại vì mình đã biết, mình đã trải qua, mình nói là một là một, hai là hai, thì nó mới là phải đi theo từng con đường đó mới gọi là kỹ. Chứ còn xã hội này thì đó, mấy đứa nhỏ nó học nó đâu có, nó cũng đã bắt đầu học, tức là học thứ này một chút, thứ kia một chút, chứ không thể nào còn có được những cái cơ hội để mà học bài bản. Nhưng mà mục tiêu của mình mở IELTS Everyday là lúc nào cũng nói là phải bài bản mới được, tại vì nó sẽ đơn giản cho những người mà lơ ngơ không biết gì. Thì bản thân mình nè, đây là nhân chứng, ngày xưa mình lơ ngơ. Đấy, we also wish to thank all our colleges in the ACEG school who provided invaluable comments and criticism. Đây, ở đây có cái động từ là to criticize. Động từ criticize là chỉ trích. Đó, đây là không phải là chỉ trích mà là đang nói những cái lời phê bình, mà lời phê bình để mà xây dựng, to develop. Đó, chứ không phải là đang nói là criticism để mà đánh sập người khác.
Xã hội này không thắp lên một ngọn nến nữa mà tại sao mà nguồn nguyền rủa bóng tối đúng không? Thành ra là particular thanks, đó rõ ràng cái những cái lời cảm ơn vẫn thêm s bình thường, phải không ạ? Particular thanks are due. Due có nghĩa là một món nợ, có nghĩa là đang phải trả lại. Như vậy là sao? Chúng tôi nợ lời cảm ơn, có nghĩa là sao? Phải nói những lời cảm ơn thiệt là chân thành đối với Stephanie Miles who illustrated. Đó. Các bạn phải hiểu sâu sắc cái ngôn ngữ tiếng Anh này chẳng hạn. Các bạn đã nắm rõ tiếng Việt thì thành ra là mình nói cho một người khác không nắm tiếng Anh, người ta chỉ biết mỗi tiếng Việt thôi. Bạn nói người ta nghe, người ta hiểu suông cái lỗ tai được. À, cái đó mới gọi là thông thạo mà hiểu. Okay, so particular thanks are due to Stephanie Miles, who this person illustrated the pilot edition, tức là cái ấn bản đầu tiên. The pilot, tại sao tự nhiên đây có phải cái chữ first đâu mà mình nói là chữ đầu tiên? Khi đã hiểu thì sẽ hiểu được cái chữ đầu tiên là bởi vì sao? Cái đây là một cái ấn bản mà đó là cái ấn bản bản lề pilot mà. Cái ấn bản này sau đó sẽ còn hiệu đính, chỉnh sửa nữa. Ý là như vậy. Okay, now. That's all. Đó là tất cả những gì mình cần trao đổi. Student can buy cassette. Thời đại này là thời đại gì? Mở internet là có hết tất cả đúng không bạn? Càng có internet càng nhiều, con người ta càng làm biếng và lì lợm và ngu si và đần độn. Đó, thời trước á, chỉ có mỗi cassette thôi, chỉ có mỗi băng ấy đó đúng không? Học trò học ai cũng học giỏi hết trơn, có người này có điều kiện cũng giống như mình đó, ba mẹ lúc nào cũng cho tiền để đi tìm những cái băng đó. Mà thời đó là đã là bắt đầu ít dần, người ta bắt đầu đổi qua đĩa CD, nhưng mà thời này internet có đầy đủ mà các bạn học không chất lượng. Dĩ nhiên ngoại trừ dĩ nhiên một số những người nào chất lượng cứ việc chất lượng, nhưng vấn đề là thượng vàng hạ cám, có đầy đủ, có đủ loại những cái thứ mà quảng cáo nhiều á, đẹp mà màu mã tô vôi mà cái màu, cái mã bên trong là xương sẩu người chết mà bên ngoài nó rất là đẹp, nó sạch sẽ thì nó tô vôi mà, nó là như thế. Như là luôn nữa cũng bà cũng phải cẩn thận, mình lúc nào cũng hài lòng với truyền thống cho nên phải đi với truyền thống, chỉ vì truyền thống là nền tảng của chúng ta. Được chưa? Students can buy a cassette. Again, công thức nữa nè. Which contains a recording có nghĩa là bản ghi âm, contains a recording of the text and dialogues in this book. Đó, nó bản ghi âm đó, nó ghi âm mấy cái bài học và những cái bài mà đối thoại đó trong sách. Đó, chữ text không phải là bài text, bài học, bài hướng dẫn. Ok, bài đầu tiên all aboard. Thành ra là mình sẽ nói theo ý của mình sẽ soạn theo như hướng đó đi. Tại vì thực sự các bạn không hiểu được là giai đoạn đầu này mình không có dùng được, mình stress ngủ vẫn ngủ ngon đó, nhưng mà có nhiều cái nỗi buồn nó gặm nhấm con người của mình, nó không phải là như ngày xưa mình đã được tự do rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ bắt đầu một cái hành trình mới, trách nhiệm rất là lớn, trách nhiệm rất là lớn với gia đình, cho nên rất là đau đớn, nó nhiều sự việc nó xảy ra không hay. Tuy là mình đang được sống trong cái giây phút và cái giai đoạn là thật sự rất 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 là nhiều người mơ ước mà họ không đạt được. Mình thì đã đạt được đúng, đó nghĩa là như mình đã nói với các bạn đó là đi bằng đôi chân. Đúng là thật, nhưng mà thật sự là mệt. Nếu mà cả nhà không dốc sức vào thì mệt dữ lắm. Thành ra all aboard là tất cả mọi người lên tàu nào. Lên tàu này còn có nghĩa là lên tàu thủy hoặc là lên tàu bay hoặc là bất cứ. Ok, you board a train. Board a train. You board a train. Có nghĩa là dùng chữ bo này thôi, không bỏ chữ a này đi, có nghĩa là bạn lên tàu, you get on the train. Ở Canada nó có một cái chuyến tàu lửa đi từ Toronto, đi từ cái bang Quebec á, đi qua bên tú tận bờ tây bên kia đó là BC đó, British Columbia đó. Đó, hy vọng mình sẽ tới ngày đi được cái tàu lửa đó để đến phiên của các bạn nha. Ok, now let's go. Thành ra bài sẽ là dài, cái quyển này mình phải soạn cho kỹ. Chính như vậy là mình cần phải nói rất là nhiều ở trong này, cho nên nghe có tai thì nghe thôi, rồi để chuẩn bị hành trang của mình. The Southampton, chữ TH đầu là đờ đúng không? The Southampton is cruising around the Mediterranean Sea. Okay, they're going around the sea. Okay, so they are now we are talking about the tourists. So there are a lot of tourists on a ship. Where on the ship? On this Southampton. Thông thường là chúng ta đặt tên cho tàu
thí dụ như là cái máy bay cũng đặt tên cho nó, tàu điện, tàu, nói chung tất cả đều đặt tên, đó là vậy. Xem nó giống như là người, thực thể là người, tức là mình nhân cách hóa đó. We humanize objects. Most of them, đa phần hả, most of them are English. Okay, so majority English, but some of them are American, Australian. Có nghĩa là một lần nữa các bạn phải bỏ đi cái cách học là ao 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 ao, tức là đọc lên đây được hiểu. Dĩ nhiên học cách nào cũng tốt cả, không có giáo viên, không có người hướng dẫn thì cứ việc đọc chữ, nhìn thấy chữ là đọc, nhìn thấy chữ mình đó là cái quy tắc hồi trước giờ, là trên cái kênh này là nhìn thấy chữ là đọc, nhìn thấy đụng tới là đọc, mà đọc, đọc mà hiểu ý cơ. Nhưng ý là bây giờ đã có người ngồi hướng dẫn cho nghe rồi thì cứ việc phá cái bài này ra, tách nó, che nhỏ nó, chia nó nhỏ lại, hiểu nó ngày càng sâu sắc hơn, thì thành ra là học một mà hiểu 10, giống như ngày xưa đó. Mà sao sao rõ ràng là những cái từ vựng mà học một hiểu 10, mình bây giờ sau thế hệ chúng ta không còn được nghe, chúng ta càng không được nghe thì thế hệ chúng ta ngày càng lụn bại đi dần. Tùy các bạn chọn lấy con đường các bạn đi nhá. Okay, so most of them are English, but some of them are American, Australian. So some of them are also Australian or Canadian. Canadian. It's the sixth day of the cruise and their ship is sailing from Genoa to Naples. All of the passengers and most of the crew are on deck. Trên boong tàu ha, on deck. Như vậy là phía sau nhà của mấy bạn đó, ai có một cái mảnh đất nhỏ nhỏ sau vườn, mình muốn đội nó lên, mình muốn nâng cái sàn lên một chút xíu, mình nâng cái deck, đó, the deck, đó là cái sàn, cái sàn ở phía sau lưng để cho nó sạch sẽ. Ví dụ như có cơm nước gì đó mà mùa hè chẳng hạn, mình đang kể bối cảnh ở những cái đất nước châu Âu, đất nước mà khí hậu ôn đới đó. All of the passengers and most of the crew are on deck for the captain's party. Thành ra the captain's party nghĩa là cái party này, cái một cái bữa cơm, bữa tối, một cái bữa ăn là ông thuyền trưởng ông chiêu đãi. Thành ra bỏ ra là các bạn mở sách ra thấy là dịch nghĩa là ông thuyền trưởng chiêu đãi mà. Okay. So thành ra mình không không có phân tích nhiều tại vì đều đã nắm được cái phần tiếng Việt bên trên sách rồi. Mình sẽ nói phần phía sách sau nhé. Thành ra là sao? Questions đừng có ham mà lược bỏ lại cái thấy cái thói ăn xổi thì đừng 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 đã đi đến đây giây phút này không bao giờ đi gian dối nữa. Nó hỏi từng câu hỏi các bạn là chẳng qua nó giúp các bạn hiểu cái nội dung bên trong này không á. Thành ra học được một bài nó mất thời gian dữ lắm. So where is what is the Southampton doing? Cái Southampton đang làm gì đây? What is it doing? It is cruising. Yeah. So we are looking for the principal verb here. The principal verb is cruising. So the Southampton is cruising. Where? Around the sea. Around the Mediterranean Sea. Mediterranean. So, and the next is the yes no question again. Are all of the passengers English? We say, how do we say? We say no, of course. We say most of them are English, but not all of them. So we say no, all of them are not English. Okay? So we ask how many of them? How many of them are English? I also already asked you in here. I also already told you in here. Most of the majority, we can say on the number of mathematics is it 50% or more than 50% around that number. And what? Where are the others from? Những người khác thì ở đâu phải không ạ? À? Xuất xứ của họ có nghĩa là dạng giống như là mang quốc tịch gì? What kind of nationalities? Okay, we say. The others are American, the others are Australian or Canadian. So, cái nơi này là nơi nói tiếng Anh mà thì thông thường thì rõ ràng là bốn cái quốc gia này dĩ nhiên rồi, đa phần nói tiếng Anh. Okay. Is it the first day of the cruise? Oh, I don't know yet. Let me check. Oh, no. It is not. No, it isn't. It is not the first day of the cruise. It is the sixth day of the cruise. Đó. Các bạn thấy không? Mình không phải là thông thạo bởi vì mình nhìn chữ mình hiểu. Ngày xưa những ngày tháng mình còn chập chững bập bẹ gì đó, các giáo viên ở Việt Nam gì đó họ đã dạy cho mình rồi, các trung tâm họ biết bao nhiêu, họ chỉ cho mình bấy nhiêu. Vấn đề là mình không có nhận được cái nguồn năng lượng là gì, cố gắng mình chỉ học cái bám cái chữ. Cái điểm sai của cái phương pháp giáo dục là chỗ mình chỉ bám cái chữ mà mình chỉ biết mỗi cái chữ này thôi. Không, các bạn biết rồi, cái nền tảng là cái tập tài liệu này, và dĩ nhiên là sẽ sắp tới cũng còn những tập tài liệu khác cũng giống như cái trăn trở của mình là mình không có thực hiện được đó. Nhưng
vẫn phải hiểu là đan xen các thức ăn với mình ăn mỗi ngày là phải ăn đủ loại các thức ăn thì cơ thể mới cường tráng mới khỏe được. Chỉ ăn một loại thức ăn thì dĩ nhiên thì tùy các bạn chọn lựa thôi. Thành ra ngày xưa giáo viên chỉ dạy chỉ bám chỉ biết chữ ở trong một tập tài liệu này không thì thực sự là rõ ràng là không đủ. So we ask the next question, cái câu hỏi kế, which day, ngày kế là gì? So this is the sixth day of cruise. So and now where's the ship? Where's the ship? The ship is where is it in here? It's sailing. It's sailing from Genoa to Naples. Where are the passengers? The passengers are on deck. They're on deck. They're not inside their rooms. They are not inside the boats. Oh no, they're on deck. Okay. On deck where? The outside is the sea. The up on top of their heads are the sky. Is the sky, of course. So on deck. They can see the waves. Why are they there? They are there for the party. They are there to attend the party. They are there to participate. To the party, okay? And this is the first conversation, of course. Đây là cái câu đối thoại lần đầu tiên. Cái này thì dễ rồi các bạn hả? Hello, my name is Charles Biddy. I'm from Chicago. And I'm pleased to meet someone. I'm Wendy Hillman. Where do you come from? Còn đó là easy, okay? Easy for you. I understand that it is easy for you. Rồi, bài ghi âm này chỉ dừng lại ở đây. It's in school and something like that. Đó, tức là các bạn đã lớn thì biết mình phải học cái gì chứ không phải là chỉ có bám và học những lời của ông giáo viên ông nói. Nhưng vấn đề là cứ việc tua lại những cái chỗ nào mình đã nói hơi nhanh, tua lại và để tốc độ nó chậm rồi nghe và phải thành công nhé. Chào.